Xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người phôi mai chiến thị kim giòn. Cặp. Em bán cặp ha. Đó, cái này mã số là mã số U nha mọi người, U1. Đó. Cái này nó rất là dễ sống nha. Cây sống khỏe chơi nha anh em. Đâm chồi ào ào chơi, rất là bông, củ rất là to luôn ha. Này mấy cái này, mấy chỗ này nó có bị sam mấy chỗ này nha mọi người. Số chỗ bị sam thì không sao chứ nha. Nhưng mà da nó chỉ bị sam bên ngoài da thôi. Rồi, đo hoành nha. Đo một cây thôi cũng được rồi. Cây kia tượng trưng anh em ơi. Hoành 25. Đó, đo tượng trưng ha. Cao là 25 luôn. Rồi, cái cặp này cặp U1, em giao lưu với mọi người 700.000, em bao ship toàn quốc. Rồi, U1 700.000 anh em ơi. Rồi U3 lấy đầu chim cái này. Rồi U3. U3. Rồi, cây có cây này cũng quái lắm nha anh em. Nè quay đi, quay đi, quay quay quay. Rất là quái nha anh em. U3. Hoành 20. Hoành 20. Cao 23. Cao 23. Rồi 700.000 bao ship luôn anh em. Rồi. U4. À. Quá khủng. Mấy cái này là nó có bị sam cái da ngoài này hết nha. À. Không có cuốn cây bị sam không sao cho nên ra ngoài không à. Hoành 19. Chiều cao là 21. Cao 21. Rồi cặp U4 này em giao lưu với mọi người 600.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 600.000 ha anh em. U5. U5. Ồ cặp này bự nha anh em. Đó, cây sống khỏe chơi nghe anh em gì yên tâm ha. À, bên này cũng có bị sam nha. À, cái phần ở dưới nó hay dễ bị sam á. Vì chóc cái da của nó ra. Hoành đây 25. Chiều cao nó là 24. Rồi U5 em giao lưu với mọi người là 700.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 700.000 thôi anh em ơi. U5. U6. U6. Quay sơ cái. Ồ, cây này nè. Nó hơi cao dữ dằn lắm nghe nè. Đâm chồi sống khỏe chơi anh em ơi. U8. Hoành nó 17. Cao 19. Rồi mã số U8 giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 500.000 bao ship. Chìm cái đi. U8, U9 đâu? À. Rồi U11. U11. Rồi. Này mã số cuối cùng của clip nha mọi người. U11. Tàn nó đều trên ha. Cái này là 15. 15 rưỡi. Rồi, cuối cùng này. Này là 19. Cao là 18. Rồi cặp U11 em giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. 500.000 bao ship luôn ha anh em. Rồi này nó có bị sam đây quý ha. Đây là mã số cuối cùng của clip, em cảm ơn mọi người đã xem, rất mong được sự ủng hộ của mọi người với số điện thoại là 0788 753 876. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những